Trong cái tựa game Solo Leveling nó có nhiều những cái ải khá là căng thẳng. Có một cái ải tí nữa mình giới thiệu cho anh em, một cái ải phải nói là ghê gớm nhất anh em nha, mà khiến cho anh em phải ngồi đau đít nhất anh ấy. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái ải, một số cái ải nó sẽ yêu cầu những cái yêu cầu khá là dễ dàng, tuy thế thì nhiều anh em khó hiểu cái yêu cầu đó. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho anh em để anh em có thể là đi được cái ải cho nó dễ dàng nhất anh em nha và đạt 3 sao. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có, đây mình giới thiệu cho anh em một số những cái ải này. Ví dụ như là cái ải mà nó yêu cầu là support một hệ bóng tối này. Cái hệ bóng tối này thì nó nghĩa là như thế nào nhiều anh em không hiểu. Có nghĩa là trong cái đội hình Hunter, đây là main chính của chúng ta này, đây là main nha. Sau đó thì ở đây chúng ta có 3 Hunter hỗ trợ. Thì anh em sẽ cho cái yêu cầu của nó là một bóng tối đúng không? Thì anh em sẽ cho một cái Hunter bóng tối vào. Đây, Hunter bóng tối đây này. Anh em có thể thấy là cái hệ của nó đây, bóng tối, gió và lửa. Thì ở đây mình đã cho một bóng tối vào rồi nên là hiện tại đã full 3 sao. Đấy. Chỉ cần ấn Enter bắt đầu đi chiến đấu là chúng ta có thể là đạt được 3 sao thôi. Đấy, cái yêu cầu rất là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái yêu cầu mà nhiều anh em rất là thắc mắc, đó là cái X-Chamber Evasion. Đây là tránh né đây. Nó là một dạng tránh né khi mà kẻ địch tấn công chúng ta nha, mà chúng ta dùng cái nút để lướt ấy. Ví dụ như ở trên máy tính và PC chúng ta thì anh em sẽ ấn cái nút cách để bắt đầu nó lướt. Và khi mà lướt thành công và tránh được cái đòn đánh của kẻ địch thì nó sẽ có một cái dòng, một cái dòng chữ xuất hiện ở ngay trên màn hình của chúng ta, đó là X-Chamber Evasion. Đấy, thì nó yêu cầu là 4 cái tránh né như vậy, thành công như vậy thì nó sẽ được 3 sao em nhé. Thì anh em có thể từ nãy giờ đã theo dõi được cái đoạn là mình chiến đấu, thì mình đã cho anh em xem là cái X-Chamber Evasion này nó nghĩa là như thế nào. Cứ làm sao mà tránh được cái chiêu của kẻ địch bằng cái chiêu nứt của bản thân chúng ta, của main chúng ta, là nó sẽ hoàn thành cái X-Chamber Evasion này nhé. Cố gắng là làm cho mình đủ 4 lần, hoàn thành được cho mình 4 lần, tránh né cho mình được 4 lần cái chiêu thức của kẻ địch mà chúng ta sẽ hoàn thành. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Ở đây nó có một cái dòng nữa, đó là take down. Cái này có nghĩa là chúng ta đừng để kẻ địch tấn công chúng ta gây sát thương cho chúng ta quá 23 lần. Khi kẻ địch tấn công chúng ta nha, mà trúng vào chúng ta mà không, chúng ta không tránh được cái đòn đó thì chúng ta sẽ bị tính vào một cái take down này. Nên anh em đừng để cho kẻ địch tấn công chúng ta quá 23 lần, gây sát thương vào chúng ta quá 23 lần. Cái này thì tùy từng ải, có ải nó yêu cầu khoảng tầm 20, 19 kiểu như vậy thôi, chứ không phải cái nào nó cũng cố định. Đây này, tiếp tục cái X-Chamber Evasion này. Ở đây nó yêu cầu đó là 3, lớn hơn hoặc bằng 3 là ok. Ở đây còn thêm cái dòng đó là More Time nữa này, có nghĩa là lớn hơn hoặc là bằng 3 là ok anh em nhé. Cái này là yêu cầu 2 thôi anh em ạ. Đấy. Chiến thắng với HP không quá dưới 30%. Đừng để cho máu của chúng ta dưới 30% là được. Với lại cái ở trên đây nó là win, chiến thắng với 165 giây. Đấy thì nó là như vậy. Ở đây nó tiếp tục thêm một dòng nữa, đó là yêu cầu chúng ta là một Hunter hệ bóng tối vào đây là chúng ta sẽ hoàn thành cái sao này. Đấy. Hiện thì mình thấy là nó có một số những cái yêu cầu như vậy thôi, chứ còn không còn thêm những cái yêu cầu khác. Đấy, cái take down này này, đừng để cho kẻ địch tấn công chúng ta quá. Ở đây đây, có một cái dòng nữa. Đó là cái yêu cầu, đó là nó dùng bắt chúng ta phải dùng cái Hunter, đó là Jojinho. Jojinho là ai? Jojinho là ai? Anh em chỉ cần click vào cái nhân vật đó và nó sẽ có tên của nhân vật. Jojinho, đây là nào? Đây, Jojinho đây. Thì nhiều anh em hỏi là cái nhân vật Jojinho là nhận ở đâu, nghĩa là chúng ta cứ đi đánh thôi. Không nhất thiết là cái ải này nó phải 3 sao mà chỉ cần 2 sao hay 1 sao thôi. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục đi chiến đấu. Và khi mà chúng ta chiến đấu thì chúng ta có thể nhận được free nhân vật này, nó ở trong cái nó ở cái thành tựu chương này này. Thì cái chương đây, cái chương thứ 2 nó yêu cầu là vượt qua cái chương 31 là chúng ta sẽ nhận được nhân vật. Thì anh em chỉ cần thay thế một trong những cái nhân vật Hunter ở đây bằng Jojinho. Đấy là chúng ta có thể là hoàn thành cái sao thứ 3 đó và có thể là win được đủ 3 sao. Ok chưa? Và đó là những cái yêu cầu của tựa game này để đủ 3 sao. Hiện tại thì chỉ có từng đó thôi, không có gì thêm anh em nhé. Không có cái gì khó khăn hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ải, đó là cái chương 9. À đó là cái chương 8. Thì chương 8 nó có một cái
ải khá là căng, đó là cái ải boss level 34. Ải boss này rất là căng thẳng, và khi mà chúng ta vượt được cái ải chương 8 này thì chúng ta sang chương 9 chúng ta mới có thể là tiếp tục tiến cấp nhân vật của chúng ta lên được. Đấy, lên được cái bậc tiếp theo em nhé. Nó yêu cầu là phải qua cái chương 9, và trước khi mà qua được cái chương 9 thì chúng ta bắt buộc phải diệt được cái con boss chương 8 này. Boss chương 8 thì rất khó em nhé. Thì để mà diệt được cái con boss chương 8 này chúng ta cần làm gì? Cái con boss chương 8 này nó có một cái đặc điểm, đó là nó có cái khiên. Nó có cái khiên rất là ghê gớm, và nó giảm sát thương nhận vào từ chúng ta. Nên là khi mà chúng ta build nhân vật main thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái skill cho nó hợp lý. Chúng ta sẽ lựa chọn cho mình hai skill. Đầu tiên đó là cái skill này. Đây, cái skill này thì nó sẽ có cái từ đó là break, nghĩa là nó sẽ phá vỡ cái khiên rất là nhanh. Phá vỡ cái khiên đó cực kỳ nhanh. Ở đây thì cái chiêu này nó chỉ phá vỡ khiên ở cái tầm medium, nghĩa là tầm thường thôi. Trang bị vào cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một cái skill thứ hai, đó là cái skill skill này. Skill này thì nó có một cái dòng đó là break heavy. Có nghĩa là cái chiêu này nó sẽ phá vỡ cái khiên của kẻ địch đi khá là nhiều. Khá là tốt anh em nhé. Đấy, nên là anh em sẽ lựa chọn cho mình hai cái chiêu thức này. Đấy, heavy thì nó ổn đấy. Đó thì anh em lựa chọn chuẩn cho mình hai cái chiêu thức này ép vào thì chúng ta sẽ nắm chắc gọi là được 70-80% cơ hội tiêu diệt được kẻ địch rồi. Đấy, còn lại thì những cái phần trăm khác là anh em phải nâng cấp cái nhân vật lên mạnh. Main này thì anh em nên up cho mình cái tấn công và khoảng tầm 7 tấn công và 3 crit. Crit hit dam này là tỷ lệ chí mạng. Sát thương chí mạng, xong rồi tỷ lệ chí mạng thì anh em ưu tiên nâng hai cái chỉ số đó cho mình. Đấy, và dùng hai cái chiêu thức mình giới thiệu cho anh em ở đây. Ngoài ra thì anh em sẽ phải nâng cấp cho mình cái level của vũ khí lên nha. Level và nâng cấp cho mình cái level của kỹ năng của vũ khí cho mình. Đấy, thì khi đó là chúng ta hiện tại thì với cái chỉ số như thế này thì chúng ta có thể là tiêu diệt được con boss đó. Đây, với cái chỉ số như này. Ở đây có cái thông tin về chỉ số thì hiện tại cái trang bị của mình nó không được nhiều ấy. Chưa được ngon cho lắm ấy. Các cái trang bị của nó thì ở đây cái chỉ số thủ nó khá là nhiều. Có mỗi cái giáp này có tấn công này. À, có cái tay này có tấn công. Còn lại thì ba cái món trang bị hiện tại thì nó có ít cái chỉ số tấn công và sát thương lắm mình. Nên là nếu mà anh em nào mà có may mắn mà ra được những cái món trang bị tấn công, chỉ số tấn công ấy, thì anh em nên ép vào cho main cho mình. Là chúng ta sẽ tăng được cái sát thương và tăng được cái chỉ số này cho nhân vật, cho main này chúng ta. Và nói chung là đi mà đánh cái ải boss chương 8 đó ấy, thì chúng ta chủ yếu là chỉ có main thôi. Main là gây sát thương cao nhất anh em nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái trận đấu mà mình tiêu diệt cái con boss chương 8. Và lưu ý thêm đó là để mà tiêu diệt được cái con boss chương 8 thì chúng ta sẽ cần phải có cái kỹ năng tránh né chiêu thức của con boss đó. Thì anh em nhớ theo dõi cái video của mình để mà đúc kết lại cái cách có thể tránh né được. Đấy, và cái điều quan trọng để mà tiêu diệt được cái con boss chương 8 này là chúng ta sẽ cần phải nắm rõ được cái kỹ năng đó là X-Champ. Đây, rõ được cái kỹ năng tránh né đây này, phải nắm rõ được cái kỹ năng X-Champ Evasion này nhá. Cố gắng là để ý cho mình là chúng ta sẽ win được thôi. Ok chưa, đây là cái lực chiến hiện tại. Đấy, tổng cái sức mạnh đội hình hiện tại của mình là 53, đã win được rồi. Không cần phải full sao nha, mà chỉ cần vượt qua được là ok rồi. Chứ tầm chương 8 này mà đòi full 3 sao thì hơi căng. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Said and done, you won't know what it takes.
the beneath the bed before you go to sleep. Keep up our shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying.